Hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng nghiên cứu ván cờ Tam binh liên doanh biến thứ hai. Các nước đi đầu tiên. Đến đây, đen lựa chọn phương án tướng 4 lùi 1. Ván cờ tiếp theo. Đến đây, đen lại có hai cách đi quân. Một là pháo 5 bình 6 và hai là tượng 5 tiến 7. Chúng ta nghiên cứu phương án pháo 5 bình 6 của đen. Tiếp theo đỏ đối phó. Ở đây nếu đen không đi pháo 6 tiến 2 mà đi pháo 6 tiến 5 tiếp theo. Nếu đen không đi nước pháo 6 bình 7 mà đi hòa cờ. Như ở nước này, nếu đỏ không đi pháo 5 sau bình 3 mà đi pháo 5 trước bình 3 cũng hòa cờ. Còn như nếu đỏ đi pháo 5 bình 6 chuẩn bị lui về bát tốt. Tiếp theo. Cũng hòa cờ. Như ở này, đen đi. Ván cờ tiếp theo. Hòa cờ. Ở hình thế này, nếu đỏ không lựa chọn giải pháp đi pháo 5 bình 3 trùng pháo. Tiếp theo, đen có hai cách. Một là pháo 5 bình 9. Ván cờ tiếp theo. Cũng hòa cờ. Hai là đen đi pháo 5 bình 6. Tiếp theo. Đến đây đỏ có hai cách ứng chiến. Hoặc pháo 3 bình 5 hoặc tượng 3 lùi 1. Nếu pháo 3 bình 5, ván cờ tiếp theo. Hòa cờ. Còn như tượng 3 lùi 1, ván cờ tiếp theo có thể là
cũng hòa cờ. Nếu như bên đen định thay đổi nước đi, bên đen có thể thua cờ như đến đây, đen không thể duy trì được tốt giữa, sẽ thua cờ. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván này. Hòa cờ. Ở lúc này đen đi pháo 6 tiến 2 chứ không đi pháo 6 tiến 5 là nước, dẫn đến hòa cờ nhanh. Tiếp theo đỏ đi. Ở đây nếu đỏ không đi pháo 2 lùi 1 mà đi pháo 2 lùi 3 đỏ có thể thua cờ. Tiếp theo đen đối phó. Ngoài nước tiến pháo, đỏ còn hai lựa chọn. Một là ván cờ tiếp theo. Đỏ thua vì không thể ngăn được tốt đi vào. Hai là ván cờ tiếp theo. Đỏ thua. Vì tiếp theo. Còn như đỏ đi. Ván cờ tiếp theo.
Đỏ thua. Ở ván này, vì đỏ vướng tốt, không đi pháo ra tận biên được, cho nên ở những ván khác thì đi như thế này thì là hòa, nhưng ở ván này đi như thế này thì đỏ thua. Do đó ở đây đỏ lựa chọn pháo 2 lùi 1. Ván cờ tiếp theo. Tất nhiên không thể lùi tượng. Vì lùi tượng pháo 2 bình 5, đen sẽ thua. Tiếp theo. Hai bên bất biến sẽ hòa. Còn như ở lúc này đen đi tiếp. Hai bên bất biến hòa cờ. Như ở nước này nếu đen không bình pháo 7 vào 5 mà lui tượng, đen sẽ thua vì không duy trì được tốt 5. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván này. Hòa cờ và một lựa chọn của đen ở hình thế này không đi pháo 5 bình 6. Mà đi tượng 5 tiến 7. Tiếp theo đỏ đối phó. Nếu đỏ không tượng 3 lùi 5 và tượng 3 lùi 1. Tiếp theo. Đến đây, đỏ có hai phương án đối phó. Một là
pháo 2 lùi 3 và hai là pháo 2 lùi 5. Như pháo 2 lùi 3, ván cờ tiếp theo. Đỏ thua. Còn như pháo 2 lùi 5. Ván cờ tiếp theo. Đỏ thua. Do đó đỏ không thể lùi tượng về tuyến 1 mà phải lùi tượng về giữa. Tiếp theo, đen có hai cách đối phó. Một là tượng 7 lùi 9. Và hai là pháo 5 tiến 5. Nếu tượng 7 lùi 9. Tiếp theo. Đến đây, đen còn lại có hai lựa chọn. Một là pháo 5 tiến 5 và hai là pháo 5 bình 6. Nếu pháo 5 tiến 5. Tiếp theo. Ngoài nước đi pháo 6 lùi 6 này, đỏ có ba lựa chọn khác. Một là pháo 3 bình 5. Ván cờ tiếp theo có thể là đỏ sẽ thua cờ. Hai là pháo 2 lùi 3. Tiếp theo. Đỏ cũng thua cờ. Như ở nước này nếu đỏ không lùi tượng mà đi. Tiếp theo. Đỏ cũng thua cờ vì không đỡ được nước tiếp theo. Ba là đỏ đi. Ván cờ tiếp theo. Đỏ thua cờ. Do đó ở nước này, nước đi cần thiết của đỏ là pháo 2 lùi 7. Đến đây, đen lại có hai cách đi. Một là pháo 5 bình 9 và hai là pháo 5 bình 7. Như pháo 5 bình 9. Tiếp theo.
Ngoài nước tượng đen 7 lùi 5, đen còn 3 cách đi khác. Một là ván cờ tiếp theo. Cũng hòa cờ. Hai là tượng 7 lùi 9, ván cờ tiếp theo có thể là đen thua cờ vì tiếp theo không đỡ được nước đỏ pháo 9 lùi 1. Như ở nước này đen không đi pháo 5 bình 9 mà đi pháo 5 bình 6. Ván cờ tiếp theo. Đen cũng thua cờ. Và ba là đen đi tướng tiến 1. Ván cờ tiếp theo có thể là đến đây chúng ta đã thấy đen sẽ thua cờ. Tiếp theo. Đen thua. Ở đây đen lựa chọn giải pháp tượng 7 lùi 5. Tiếp theo. Đỏ đi. Ngoài nước này, đen còn lựa chọn khác, đó là pháo 9 lùi 6. Ván cờ tiếp theo có thể là đen sẽ thua cờ. Do đó đen không thể đi pháo 9 lùi 6 về để chuẩn bị bình 7 tấn công tượng. Đen đi tướng 4 tiến 1 nhằm ngăn cản không cho pháo 3 của đỏ bình 5 chóc tốt. Tiếp theo. Đến đây đỏ có một lựa chọn khác, đó là tốt 9 tiến 1. Như tốt 9 tiến 1, ván cờ tiếp theo có thể là
Hòa cờ. Nhưng ở nước này, nếu đỏ không đi tốt 9 bình 8 mà đi tốt 8 bình 7, ván cờ tiếp theo có thể là hòa cờ. Vì đỏ còn pháo tượng đủ sức thủ hòa với hai tốt. Nhưng ở hình thế này, nếu đỏ không đi tốt 8 tiến 1 mà đi tốt 7 tiến 1, ván cờ tiếp theo có thể là hòa cờ. Còn như ở hình thế này, đỏ không đi tốt 9 tiến 1 mà đi tốt 8 bình 7, tiếp theo đen ứng phó. Đen bình pháo bát tượng. Nếu như ở nước này, đen vội đi tượng 5 tiến 3 ăn tốt, ván cờ tiếp theo có thể là đến đây đỏ thực hiện được đòn song thoái pháo bắt tốt. Nhưng vì đỏ có nhiều tốt nên đen sẽ thua cờ, ván cờ tiếp theo. Cờ tàn, hai tốt thắng đơn pháo. Như ở nước này, nếu đỏ không đi pháo 1 bình 7 mà đi pháo 1 bình 9 thì kết quả chỉ có thể là hòa cờ. Như ván cờ tiếp theo có thể là đến đây đỏ có hai cách đi. Một là pháo 9 tiến 1, ván cờ tiếp theo. Hai bên vẫn biến thành hòa. Hai là pháo 3 bình 8 để chuẩn bị dùng đòn xong thoái pháo, ván cờ tiếp theo có thể là ngoài nước này đen không còn lựa chọn nào khác. Như đen đi tiếp theo, đen sẽ thua cờ. Hoặc như đen đi tiếp theo, đen cũng thua cả. Vì như
Đen thua. Do đó hình thế này, giải pháp duy nhất của đen là đánh pháo đỏ. Ván cờ tiếp theo có thể là đến đây, đen còn một pháo, một tốt, có thể cầm hòa với hai tốt của đỏ. Ván cờ tiếp theo có thể là đỏ không thể tiến tốt chiếu tướng. Nếu đỏ tiến tốt chiếu tướng sẽ thua cờ. Ván cờ hòa. Và các bạn có thể tham khảo thêm ở ván tình thiên tích lịch, cuối ván cờ tình thiên tích lịch hình thế cũng tương tự. Do đó ở hình thế này, đen không thể tượng 5 tiến 3 tô đỏ, có thể dẫn tới thua cờ. Đen đi bình pháo đánh tượng trước. Tiếp theo đỏ đối phó như tốt 7 bình 6. Ván cờ tiếp theo có thể là đến đây đỏ lại có hai lựa chọn, một là tốt 6 bình 5 và hai là pháo 1 bình 7 như tốt 6 bình 5. Ván cờ tiếp theo có thể là đỏ thua cờ. Ở hình thế này, như đỏ không đi tốt 5 bình 4 mà đi tốt 5 bình 6. Tiếp theo đỏ cũng thua. Như ở hình thế này, đen ngoài giải pháp đi tốt 8 tiến 1, đen còn giải pháp khác. Đó là đi pháo 5 bình 9. Ván cờ tiếp theo có thể là đen sẽ thua cờ. Ở hình thế này, như đỏ không đi tốt 6 bình 5 để chuẩn bị dùng pháo bắt tốt mà đi
Pháo 1, bình 7. Ván cờ tiếp theo. Đỏ sẽ thua cờ. Như hình thế này, đỏ có một lựa chọn nữa là pháo 1, bình 9. Ván cờ tiếp theo có thể là hòa cờ. Ở đây đỏ không lựa chọn phương án tốt 7 bình 6 hoặc pháo 1 bình 9, mà đỏ lựa chọn phương án pháo 1 bình 7 là phương án đỏ nắm quyền chủ động hơn. Ván cờ tiếp theo có thể là đen bình tốt dọa hết. Ở đây đen còn hai cách đi khác, đó là tượng 5 tiến 3 ăn tốt. Đen sẽ thua cờ vì không thể đối phó pháo 2 tốt của đỏ được. Hoặc như đỏ đi, ván cờ tiếp theo có thể là đen cũng thua vì hai tốt sẽ thắng đơn pháo. Còn như đen đi, đen cũng sẽ thua cờ. Do đó nước chính xác của đen ở đây phải là ván cờ tiếp theo có thể là hòa cờ. Ở hình thế này, nếu đỏ không lựa chọn các phương án tốt 7 bình 6, pháo 1 bình 9, pháo 1 bình 7, mà đỏ đi pháo 1 bình 6, diễn biến tiếp theo có thể là đen dùng pháo ăn pháo đỏ. Nhưng nếu đen đi, tiếp theo có thể là tướng đỏ trồi lên, đen sẽ thua cờ. Do đó đen đi. Ván cờ tiếp theo có thể là
Cờ đỏ có 3 tốt trên cao sẽ thắng đen, còn pháo tượng như ở nước này nếu đỏ không tiến tượng một đi tướng tiếp theo. Đen thua. Còn như ở hình thế này, nếu đen không đi pháo 9 bình 4 mà đi ván cờ tiếp theo có thể là đen cũng sẽ thua cả. Mời các bạn xem lại diễn biến của ván này.
đỏ thắng. Như ở nước này, nếu pháo đen 5 không tiến 5 mà đen đi pháo 5 bình 6, diễn biến tiếp theo có thể là đến đây đen có hai khả năng. Một là pháo 6 tiến 5, hai là pháo 6 tiến 2. Như pháo 6 tiến 5 tiếp theo, ở đây đỏ có một lựa chọn nữa là pháo 2 bình 5. Ván cờ tiếp theo cũng sẽ hòa. Hòa cờ. Còn như đỏ lựa chọn pháo 2 bình 6. Tiếp theo đen đi. Ngoài nước này đen còn 3 khả năng khác. Một là ván cờ tiếp theo, tướng đỏ trồi lên trên, đen sẽ thua. Vừa rồi tốt đen buộc phải ăn pháo đỏ, nếu không pháo đỏ lùi về bát tốt. Do pháo đỏ đang dọa lùi bát tốt, bắt chết tốt đen, đen buộc phải ăn pháo, tướng trồi lên đen sẽ thua. Hai là pháo 6 bình 7. Ván cờ tiếp theo, đen sẽ thua cờ. Như ở nước này, nếu đen không đi pháo 7 bình 9 mà đi tướng 4 tiến 1, đỏ đối phó, đen cũng thua cờ. Còn như đen đi, ván cờ tiếp theo, đen cũng thua cờ. Vì đen thua. Ba là đen đi, tiếp theo đỏ đối phó. Nếu đen không lên tượng mà đi pháo 4 bình 6, ván cờ tiếp theo có thể là
Đen lại thua cả. Ở nước này, đỏ không về tượng 1 mà về tượng 5. Ván cờ tiếp theo. Đen cũng sẽ thua cờ. Sau đó ở nước này, đen bay tượng. Còn như đen đi tướng, tốt đỏ sẽ đi vào dần. Đen chọn giải pháp tượng 9 tiến 7. Ván cờ tiếp theo. Hai bên bất biến thành hòa. Nhờ hình thế cờ này, nếu đen không pháo 6 lùi 2 mà định tiến công, có thể đen sẽ thua cờ. Ván cờ tiếp theo có thể là đến đây. Đen có hai cách đi, hoặc tượng 9 tiến 7 hoặc tốt 7 bình 8. Như tốt 7 bình 8, đen hoặc mất tốt hoặc mất pháo sẽ thua cả. Còn như bắt hai tốt, đen cũng thua. Như đen không đi pháo 6 tiến 5 mà đi pháo 6 tiến 2 cản pháo. Tiếp theo đỏ đối phó. Đến đây nếu đen đi pháo 6 tiến 3, đỏ có thể đi pháo 3 bình 6. Ván cờ tiếp theo sẽ là hòa. Và đỏ còn một lựa chọn nữa là tượng 3 lùi 1. Ván cờ tiếp theo. Hai bên bất biến, hòa cờ. Như ở nước này, nếu đen không pháo 6 tiến 3 mà bình tướng, đen đi tướng 4 bình 5 nó không tiến pháo. Đến đây đỏ có 3 giải pháp. Một là tượng 3 lùi 1. Ván cờ cũng sẽ hòa. Hai là tượng 3 lùi 5. Ván cờ tiếp theo có thể là hai bên bất biến cũng hòa cờ. 3 là tốt 8 bình 7. Ván cờ tiếp theo có thể là hòa cờ. Mời các bạn xem lại diễn biến
biến này. Như đen không đi, tượng 7 lùi 9 mà đi pháo 5 tiến 5. Ván cờ tiếp theo có thể là ở đây đen có hai cách đi. Một là pháo 5 bình 9 và hai là tượng 7 lùi 5. Như pháo 5 bình 9 tiếp theo. Hòa cờ. Hoặc như đen đi tượng 7 lùi 5. Ván cờ tiếp theo có thể là hai bên bất biến thành hòa cờ. Và các bạn theo dõi diễn biến của biến này. Thank you.
Chúc các bạn nghiên cứu ván cờ thành công.